Cuộc sống biển xin chào cả nhà trong nước và ngoài nước, An Tâm và An Lạc. Hôm nay ngày 12 tháng 9 năm 2022 là ngày đầu tuần thứ hai. Và cuộc sống biển chúc cả nhà một buổi đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và đi làm lấy xe cẩn thận. Cả nhà ơi, hôm nay thì mình có nấu cháo thịt tầm nè cả nhà. Rất là ngon nha, nó mới vừa nấu xong. Khi mình lên đây mình nấu cái nồi cháo này xong rồi nè. Cả nhà thấy rất là ngon không? Bây giờ mình cả nhà thấy ngon ha. Bây giờ mình múc ra. Mình múc ra mình ăn sáng nha cả nhà. Cháo này rất là nóng hổi nha. Mình nấu trong nồi áp suất trong vòng 10 phút là có cháo ăn rồi. Đây là cái nồi áp suất. Mình nấu trong cái nồi áp suất nha. Giờ mình múc ra ha. Múc cháo ra cả nhà thấy không? Cháo rất là ngon. Mình múc ra mình tâm sự với cả nhà ha. Thấy nồi cháo của mình rất là ngon. Đây là cái nồi áp suất nha. Cái nồi này là nấu cháo. Mình để nấu cháo ra cả nhà ha. Cả nhà kẹp mình chút xíu mình. Bây giờ mình tâm sự với cả nhà về chuyện gia đình của Trọng Súng và con vợ của Trọng Súng với cả nhà ha. Thì mình thấy cái sao mà cái con người nó không biết nhục là cái gì hay cả nhà. Nó biết nhục nhã là cái gì, nó không biết cái gì là dục nhục nhã là sao hay cả nhà. Đối như cuộc sống biển á, những cái lời nói của con vợ của Trọng Súng á, thì á, bây giờ nó lên trên cộng đồng mạng, nó nói chuyện thấy nó chảnh, nghèo mà giống như ta lên nhà giàu mà nói chuyện chảnh chó á cả nhà, nhớ không? Chảnh mà chảnh chó á. Nghèo, bổn phận nghèo thì không lo nghèo, bổn phận nghèo mà không chịu lo mình nghèo. Mình nghèo làm như là mình người giàu vậy đó. Nó nói chuyện nhiều cái cả nhà, thấy nó nói chuyện không? Nó nói cộng đồng không giúp đỡ cho nó được. Ngày xưa cộng đồng không giúp đỡ cho nó cũng lo cho con nó ăn học. 5 năm cũng lớp 1 vậy. Trời ơi, 5 năm lớp 1 mà lên lớp phe. Phe kiểu gì cả nhà? Con không cho ăn học, không lo cho con tương lai, không lo cái đời sống của con mình. Mà lên trên cộng đồng á, nói này nói nọ, chửi cộng đồng này kia này nọ, nó nói là nó không cần cộng đồng giúp đỡ mà ai đưa gì nó cũng lấy á, nhớ không? Cả má chồng nó cũng vậy, nó làm như là gia đình của bả bị local hết rồi, bị tâm thần á, cái dạng là tâm thần á, tiếng Mỹ là dạng là local á, nhớ không? Bả nói chồng bả với con bả là local á, nhà của mình bả tỉnh táo à. Có mình bả tỉnh táo à cả nhà. Không ai tỉnh táo, có mình bả tỉnh táo thôi. Nhưng mà con bả đi lừa gạt mọi người trên thế giới cộng đồng này. 3 bữa chuyện này, 4 bữa chuyện kia. Cả nhà thấy có nên thăng cái gì không? Bán ngay cái chỗ mặt bằng kia. Ai cái ông nào cho 3 triệu, cho 300 đô. Rồi á, xong cả nhà thấy như thế nào? Rồi cậu ta cũng đem đi làm tiêu cho hết. Cậu ta nói 300 đô đổi, cậu ta đổi ra 10 triệu, cậu ta đi mua cái này, mua cái kia. Mà thấy là có mua cái gì đâu cả nhà. Rồi cũng hết. Thay vì là không phải đồng tiền của cậu ta đâu, làm đâu mà cậu ta phải mà sợ là sợ này kia này nọ. Ai làm chứ cậu ta đâu có làm đâu. Thấy không? Rồi cậu ta nói là con cậu ta không có tiền đi học. Mà cái ông Tony nào ở Mỹ này á, mình nói tiếng Anh với you luôn ha. You work too hard. You pay that money lot. You get somebody. Nó còn cười you nữa. Tony à, biết anh lớn tuổi hơn tôi, nhỏ tuổi hơn tôi không cần biết. Nhưng mà anh giúp người, anh phải giúp cho đúng người, đúng chỗ, đúng cái thời điểm để mà anh giúp. Anh giúp cho những cái thằng cờ bạc, vợ chồng lên công cộng đoạn gieo gao này nọ, trong lòng tiền của họ anh giải cứu nó, cái nó quen rồi, nhớ không? Người ta giúp cho nó bán không có thuê tiền, không có mặt bằng kìa. Nó còn nói cái câu á,
tại nó đi mướn chỗ mà không ai nói, nó khỏi, nó khỏi, nó cái lỗ tai nó ổn, nó yên ổn lỗ tai, còn mướn mà còn ở mặt bằng phi á, người ta chửi lên chửi xuống nó nhức cái lỗ tai. Ủa vậy sao nó người ta ở cái chỗ mà anh thuê 3 triệu một tháng á, nó ở mới có 5 ngày à, người ta đuổi nó giờ nó quay trở lại cái chỗ mặt bằng mà người ta cho ở phi á, nó biết nhục không? Vậy nó đâu biết nhục là gì, nó chai rồi nó đâu có biết nhục là gì đâu. Cái con người biết nhục thì nó khác, còn một cái loại người không biết nhục nó khác, con người có thể diện thì nó khác, nhớ không? Cái cuộc sống ai cũng vậy, cái gì cũng vậy, mình sống mình phải tránh lòng hoàng đi để cho cộng đồng người ta thương. Con này sống 6 nguyệt chảo chá, mẹ cũng vậy mà con cũng vậy, rồi đánh đổi trong cái mẹ nó cũng vậy luôn, con cái mẹ lên để làm mà trò trò hề cho mọi người trên cộng đồng này, trên cái cộng đồng xã hội này, đâu phải để cho cái dạng mà ăn mày ăn xin của cộng đồng mà lên đây để mà bóc phốt rồi chơi này kia rồi phụ ơn phụ nghĩa. Cuộc sống biển ghét những cái loại người như vậy. Tại sao cuộc sống biển không có thích cái loại người mà phụ ơn phụ nghĩa, cái loại người mà ăn chén đá bát, ăn 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 sống nói ngược, ăn ngược nói ngạo, tiền của mọi người cho mua đồ mua đạc, nó lấy tự lòng tiền nó mua, nó ganh tị với người này ganh tị người kia, mà cả cái mẹ nó cũng vậy luôn, bà không biết dạy con bà, nghe không? Bà không biết dạy con bà. Bà giết dạy con bà không có như thế nào như thế đó đâu, con bà không có ăn mày trên cộng đồng mà đánh đổi, mà cái gì cũng nhờ cộng đồng, đụng đụng cái đưa cộng đồng, đụng đụng cái nó không có tiền, đụng đụng cái này nọ để cho cộng đồng người ta thương xót, người ta cho tiền con bà. Cái loại người như vậy là cứ để sống sống trên xã hội để làm cái gì, tự mình học được tự lập phóng sinh không được à? Giống như cái ly rượu, cái ly rượu thua nho này, rượu thuốc này đó, nó đổ xuống rồi, ví dụ như nó đổ đi một cái nồi dẻ cũng vậy, cái khăn dơ cũng vậy, mà cái nó đen cỡ nào đi nữa, nó chắc nó có đen cái nữa mình giặt lại cho nó trắng, mình không phải làm sao cho cái khăn mình nó trắng, nó thấy cái vụ vậy đi, nó cũng có cái nghĩa trong đó, cho nó trắng cái cho nó trong sạch lại, nó trắng cái khăn lại. Mình cái người con người của mình nó cũng như là cái tờ giấy, một cái khăn vậy đó, nó sạch, cái người nó sạch, nó có ý thức thì cái gì nó cũng có ý thức hết đó. Dầu có đen cỡ nào đi nữa mình đem ra mình giặt, mình tẩy cho nó sạch cái vết bẩn đó, cái vết dơ đó, mình làm lại cho nó trắng lại. Nó cũng như là con người của mình vậy đó, sửa đổi lại. Con này đâu có như thế đó đâu, thấy không? Cũng như một cái khăn, cuộc sống biển nó một cái khăn, cái khăn này nè là cái khăn la bàn của cuộc sống biển nè, nó đen nè, thấy không? Cuộc sống biển nó phải tẩy cho nó trắng lại. Con người của mình nó cũng như thế vậy đó, mình dơ mình bẩn, người ta nói ghét bụi thành phẳng, là như cái khăn gì, cái khăn la bàn của cuộc sống biển thôi. Cái này cái khăn la bàn nha, cả nhà mình nói cho mình cho cả nhà coi nha, cái khăn để là mình lau bàn, lau bếp rồi đó, lau bàn để mình lau mấy cái bàn, mấy cái nấu ăn để mình lau cho nó sạch. Mình cũng phải nó đen mình phải làm cho nó sạch sạch lại, và cái con người của mình nó cũng như thế đó. Mình đã một lần mình dơ bẩn rồi, mình không mình muốn làm lại cho sạch cái con người của mình muốn làm cho con người của mình nó sạch lại, mình muốn thay đổi con người, mình phải làm sao cho mọi người, người ta cộng đồng người ta chú ý, người ta để ý cho mình. Còn cái này càng ngày càng dơ bẩn thêm, còn bẩn thỉu, còn thua bẩn còn hơn cái khăn lao bàn á, cái khăn lao của nhà cuộc sống biển đó, cả nhà còn như thế nào, đúng không? Mình nói cái khăn thôi, còn không cần nói cái gì khác hết. Mình dơ, mình người con người mình không có sạch sẽ, con người mình không có cái gì mà trong trắng trong sạch, thì mình muốn làm để từ đầu mình phải làm sao cho mọi người người ta thương mình, hoặc là mọi người ta kính để người ta cái người đó ở, người ta thông cảm cho mình đó, cái người đó ngày xưa nó cái quá khứ của nó thì
một lần mình bỏ đi, mình không cần nữa, mình không cần cái quá khứ của nó nữa, mình cho nó cơ hội. Nhưng mà cơ hội cả nhà biết không, cơ hội nó nắm bao nhiêu lần, nó mới có ba mươi mấy tuổi đời thôi mà ba bữa nói chuyện này, bốn bữa nói chuyện kia, ba bữa nói chuyện nọ, cái gì nó nói cũng được hết. Cả nhà thấy một cái con người bẩn thỉu như thế nào, đúng không? Cuộc sống biển cho là con người bẩn thỉu luôn á, chứ đừng có nói là cái gì tâm thần cái gì gia đình nó, mà tâm thần cái gì khôn chết mồ luôn, cái tâm thần cái gì không có gì mà tâm thần hết. Thế như một cái, cũng như một cái chén cháo này đi, ví dụ như đi, nó đổ ra ngoài đi, cả nhà có lụm thịt ăn không, có múc qua ăn không, mình cũng phải đem, mình cũng phải làm sao cho cái chén cháo nó đừng có đổ xuống. Một khi cái chén cháo nó đổ ra ngoài rồi là không bao giờ mình hốt lại được hết. Cái con người thằng chẳng xuống này nó cũng như thế đó, rất là bẩn thỉu, rất là diễn kịch, dở trò này dở trò kia, không biết cái liêm sĩ là cái gì trong đó. Người ta phải có một cái liêm sĩ, có một cái tự ái, có một cái học thức này nọ. Con này nó không có học cái liêm sĩ, tại vì nó không có ăn học cao, nó không có ăn học. Dù cái người không cái dốt đặt cái dốt đi nữa, nhưng người ta cũng có một cái ý thức trong đó, một cái tự ái trong đó, cái giá trị của người người ta trong đó, đúng không? Ai cũng có cái thanh cao, ai cũng có cái hy vọng, ai cũng có cái học thức trong đó, ai cũng có cái lòng tự trọng á. Mà cái người này nó không có lòng tự trọng, thằng chồng súng này nó không có lòng tự trọng, mà cả con vợ nó cũng có lòng tự trọng. Thí dụ bây giờ nó nói một cái câu chuyện của thằng Tình Loan đi, nó nói người ta đúng 18 tuổi là tự người ta suy nghĩ đúng, nó nói đó là cũng là cái đúng, nhưng mà cái đúng của nó là cái đúng tầm bậy. Mày lớn hơn người ta cấp mấy lần, mày bẩn thỉu, mày làm mày bẩn, mày sai làm mày bẩn thỉu, ai nói tới tự vợ chồng mày, nhớ không? Chồng mày làm như là cái gì đặt bảo kê mướn nhà trọ cho thằng chồng, cho Tình Loan hoặc là này nọ, mà nó cho vợ chồng nó cái miệng không, chứ có cái chó gì, nhớ không? Mày không có mấy thằng, mày không có mấy vợ chồng mày bây giờ đâu còn ai quay nữa đâu, có còn con đi thi cái con mà bợ bưng bô vợ chồng mày để nó quay nó kiếm bill này kia với cái thằng nhã năm chó thằng chiếc gì đó, chứ còn ai quay vợ chồng mày nữa. Tại vì mày quá liar, quá xạo, quá liar, không chúng là vợ chồng mày, là vợ chồng quá hả, nói chuyện vô văn quá, vô giáo dục quá. Cái ông Tony, ông Tony gì đó giải cứu vợ chồng mày 80-90 ký can, chắc ông này ổng cũng mà cái tài sản ổng cũng lớn, để ổng giải cứu vợ chồng mày hoài, để mày vợ chồng mày hả hy vọng ổng giải cứu cho hoài đi, nhớ không? Bây giờ mà ai mà muốn giúp cho vợ chồng mày bỏ ra chừng hả 10,000 đô đi về quê mua đất mua cát rồi cắt nhà cắt cửa rồi thỉnh vợ chồng vô đó ở thời gian rồi á, vợ chồng mày lấy bán nhà bán cửa người ta ăn rồi ăn tiếp tục đó, bán nhà vấn đề luôn rồi có chứ làm ăn gì, ăn không rồi rồi để chờ xung gia đình mày chờ xung cũng thì có cho buôn bán vậy đó, dễ che xe mất thánh thôi. Người ta luôn làm có con người mà làm ăn đồng hoàng á thì nó khác, còn con người này không có làm ăn đồng hoàng, nghe không? Ai cũng đâu có công mà hả, có người ta đi làm đầu tắt mặt tối, người ta làm thức khuya dậy sớm 5-3 giờ sáng, người ta dậy người ta phải ở Mỹ, người ta 5-3 giờ sáng người ta phải dậy, người ta nấu miếng cháo hoặc người ta nấu miếng gì ăn, cà phê gì thử uống cà phê ăn sáng ở nhà người ta mới đi làm. Chứ ai như vợ chồng mày á, mẹ nghèo mà hả, nghèo quách mùng tơi, cả nhà nghĩ đi, nghèo quách mùng tơi ăn xin trên cộng đồng mạng, mà con á mới có 7 tuổi ăn đứa điện thoại, đứa 13 tuổi điện thoại, nó thì nó 2-3 cái điện thoại, vợ nó cũng điện thoại, nghèo gì mà gia đình mới có con mới có 3-4 tuổi cũng cho cái điện thoại vậy, cả nhà nghèo gì kỳ vậy, nghèo mà giọng chảnh vậy à, nghèo mà sang vậy vậy, điện thoại iPhone mới ghê á chứ, còn hơn cuộc sống biển nè, cuộc sống biển còn chưa có iPhone mà xài cái kiểu đó nữa, đúng không? Ăn xin trên cộng đồng mạng và cái dạng bơ dơ dẳng á.
cái dạng mà hả, cái dạng ăn xin, ăn xin bẩn á, ai nói nó nghèo đâu, đúng không? Giả điên giả khùng giờ á hả, gia đình á hả, nói thằng chồng xuống bị tâm thần, ông già bị tâm thần, má nói là con có giống cha nhà có phúc. Đúng rồi, thì giống cha nhà có phúc, đúng phúc lai ở á, đúng phúc mà chưa lên cộng đồng mạng để mà ăn quẹt bỏ như gà, quẹt bỏ như chó. Nói chuyện người mà mất lịch sự, con người nói chuyện không có vô văn hóa, vô giáo dục á. Mấy lên đó con nó nói gì, nó nói chuyện mà nhìn cái mặt quá, nói chuyện mà càng nghinh cái mặt ra. Xin lỗi á, cuộc sống biển với bả còn nhỏ, cuộc sống biển tới 5-6 tuổi á, cuộc sống biển nó thẳng luôn là vậy á, mà cuộc sống biển còn ok hơn bởi nhiều. Để Mỹ đi ra làm, mình đi làm cho cuộc sống biển á, đi làm tao còn tưởng mình thẳng 30-40 cho 40 bốn mấy trở lại, cho chưa nói mình tới, chưa có nói cái như ấy. Có ai mà đi làm mà đi ra đường làm mà mặc đồ bộ như mất lịch sự đồ bộ ở Mỹ, ở Việt Nam thì cũng Việt Nam chứ, mà cũng phải có một cái tư cách ăn mặc chứ. Ăn mặc gì mà đi làm mà mặc đồ bộ, trời đất ơi má ơi, nhìn thấy mặt ói người ta tưởng mặc đồ ngủ đi làm á, cả nhà biết không? Nè cả nhà thấy không, cuộc sống biển á phải thức dậy chưa ngủ nữa, đi làm về cuộc sống biển chưa ngủ, cuộc biển phải tranh thủ thức để mà nấu nồi cháo để có cuộc sống biển đó, ngủ dậy thức dậy là mình ăn làm. Chiều mình đi làm 5 giờ mình dậy mình đi, 4-3-2 giờ dậy mình đi làm. Chứ cuộc sống biển đâu có ăn ở ngoài đâu, phải tích tự kề tiệm, phải không? Ăn cháo thịt bằm, cuộc sống biển nó cháo thịt bằm, cuộc sống biển ăn. Cái nhà thấy như thế nào? Thì thôi thì cuộc sống biển lên đây tâm sự với cả nhà một chút xíu. Rồi cuộc sống biển sẽ ăn miếng cháo này. Và cuộc sống biển phải đi ngủ, bây giờ là 6 giờ sáng rồi mà cuộc sống biển chưa ngủ. Thì chúc cả nhà một buổi sáng ăn lành và hạnh phúc. Lái xe đi làm cẩn thận ở bên Mỹ. Rồi chúc Việt Nam một buổi tối ăn lành, có nhiều năng lượng để mà quay quận với gia đình ăn tối ha. Bye bye, see you next time. Có gì sơ sót xin cả nhà bỏ qua cho mình ha. Thì bây giờ là cuộc sống biển sẽ ăn miếng cháo, rồi cuộc sống biển đi ngủ ha. Ngủ 8 giờ 7, 7 giờ ngủ cho tới 12 giờ cuộc sống biển dậy, 1 giờ cuộc sống biển dậy, 1 giờ trưa bên Mỹ á. Thế nhà thấy không, ở Mỹ đâu có sướng đâu. Mà hả, mọi người Việt Nam mà hả, làm như kiểu là có tiền chứ. Ở Mỹ là như người ta không sướng lắm vậy á. Đây là một cái ly rượu nho ngâm củ hành gừng tỏi, cũng không để ngâm được 2 tuần 4 tuần. Hôm nay nó đổi màu, cuộc sống biển đem ra cho cả nhà, khoe cho cả nhà coi luôn. Thôi thì máy bay cả nhà ha, see you next time. Mà cái clip này ngắn, cái gì sơ sót xin cả nhà bỏ qua cho cuộc sống biển nha, để quay cái nói là nói chuyện cả nhà đó. Cậu thấy các cô cháu rất là ngon không? Nói ở nhà mà cũng đơn giản, cháu thịt tầm nha cả nhà. Chắc cũng nguội rồi. Rồi bye bye cả nhà ha. Cho nó đủ rồi. 2 giây nữa. Cho 19 giây, 19 phút. Rồi.